Sư dạy con phải làm sao đây? Đối với chồng, con đã không giữ tròn bổn phận của một người vợ, thì làm sao mà con có thể sống trên đời đây hả sư? Sư, tại sao vậy chứ? Con phải làm sao đây? Cuộc đời của con đáng bị nguyền rủa như vậy sao hả sư? Thật sự con đã làm sai chuyện gì mà phải trừng phạt con như vậy? Nguyên nhân tất cả là tên khốn nó gây ra, con căm thù kẻ nó gây ra đau đớn cho con. Con khốn đó, đừng biểu con phải khoan dung nhé. Nói khoan dung là nói dối lòng. Làm người ai không phạm lỗi, ngay cả người mình yêu thương nhất, con cũng không biết biểu lộ thế nào cho đúng. Lắm lúc phải nghĩ rằng đó là điều mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương, nhưng lại không tránh khỏi sự biểu lộ sai lầm dại dột. Đó mới thật sự là một con người đó con. Bây giờ con phải làm sao đây sư? Đạp trên luân thường đạo lý của một người vợ để mà sống sao? Trong bụng con là giọt máu của tên khốn đó. Con không đủ tự tin để sống, để nhìn mặt mũi ai hết. Con chỉ chót lựa chọn là chết thôi. Chết chưa chắc chắn là kết thúc nỗi đau. Con phải sống vì đứa bé trong bụng, vì nó không có tội. Chỉ có sống kiên cường mới làm được điều đó. Nếu một con người phải chịu một nỗi đau quá lớn mà vượt qua được, lại giữ được thêm một mạng sống khác, thì đó là một điều không phải ai cũng làm được. Con không thể nào sống. Đến thở con còn đau đớn nữa mà sư. Con phải sống vì con của con. Con phải nghĩ đến đứa bé trong bụng. Em hỏi anh nè, nếu như trong người của em mang giọt máu kẻ làm hại anh, thì em phải làm sao đấy? Anh trả lời em đi. Anh đã chỉ cho em phải làm sao đây anh? Em có tiếc gì sinh mạng của em đâu chứ. Nhưng những đứa bé trong bụng của em nó còn quan trọng hơn sinh mạng của em nữa. Có lẽ sư cô nói đúng, đứa bé nó có tội tình gì đâu. Em phải sống vì đứa bé này, đúng không anh? Không thể bảo vệ được cho em, để em phải đi một mình trên con đường đau khổ. Tất cả những gì mà em chịu đựng đều là lỗi của anh.
hãy quên đi tất cả hận thù chất chứa trong lòng. Hãy quên anh đi. Em phải được sống hạnh phúc. Em biết không? Tôi sẽ nói rất ngắn gọn để không làm mất nhiều thời gian của cô. Nghe tin cô có thai, tôi đã lập tức đến đây gặp cô. Thật là nhức đầu. Cái thằng con trai của tôi đã gây ra chuyện phiền phức ngoài ý muốn. Và chắc cô cũng đang rối trí, không biết phải xử lý ra sao. Tôi muốn dứt khoát, và cũng không muốn chuyện lùm xùm xảy ra. Vậy ý bà muốn thế nào? Có phải là bà đang tính toán số tiền và đưa ra một hợp đồng mang thai hộ, để rồi sau đó nhận đứa cháu nội và không cần người mẹ? Cô thật là nói đùa. Cô biết nói đùa lắm. Nhưng những gì cô suy nghĩ thật là hoang đường. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Vậy bà xuống đây và tôi phải làm sao? Chúng ta có thể thẳng thắn với nhau không? Tôi đã nghe nhiều lời thẳng thắn từ bà rồi. Bà cứ nói đi. Phá thai đi. Bà nói gì vậy? Tôi nói là cô nên phá thai đi. Không nên để nó ra đời trong hoàn cảnh không ai chấp nhận nó. Rồi thì nó sẽ bị ngược đãi, đuồng rẫy và hãm hụt. Nó sẽ quay qua oán trách cô vì cô đã sinh ra nó. Cô không còn con đường nào khác để lựa chọn đâu. Giết chết một sinh mạng mà bà nhìn chân hành động như vậy sao? Nó là cốt nhục của Thành, nhà là cháu nội của bà đó. Không gì có thể đảm bảo điều cô nói là chính xác. Tôi không muốn dây dưa và càng không thể chấp nhận. Bây giờ cũng chưa quá muộn để cô làm việc đó. Nếu như để thai nhi lớn quá thì cô sẽ càng có tội với nó. Trước sau gì thì cô cũng phải làm điều đó thôi. Cô nên dứt khoát nhanh chóng thì tốt hơn. Thư hả? Sao em lên đây gặp anh vậy? Chẳng phải em đã thề là không bao giờ gặp anh nữa sao? Bây giờ em có mắng chửi hay nguyền rủa anh đi chăng nữa, anh sẽ nghe. Em có thương ra tòa đi chăng nữa, anh cũng nói với tòa là anh yêu em. Anh làm điều đó bởi vì anh yêu em. Anh muốn được có em. Tôi không còn đủ sức để làm chuyện đó nữa rồi. Hôm nay tôi đến đây để báo cho anh một tin. Là tôi đã mang cốt nhục của anh. Em nói sao? Em... Đêm hôm đó em đã có con với anh hả? Anh được làm cha rồi sao? Thưa ơi, Thư à, anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa con của mình.
mình sẽ làm đám cưới nha em. Cưới nhau hả? Đúng, mình sẽ cưới nhau. Anh và em và con, chúng ta sẽ hạnh phúc đến nhau suốt đời em ha. Anh có hạnh phúc không khi sống chung với tôi giống như một cái xác không hồn? Hạnh phúc, anh hạnh phúc lắm. Chỉ cần em đồng ý lấy anh là anh hạnh phúc lắm rồi. Sống chung với người vợ mà luôn luôn xem người khác là chồng của mình, cho dù tôi có chấp nhận lấy anh làm chồng đi chăng nữa, thì suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ xem người khác là chồng của tôi. Anh có chấp nhận không? Anh biết trong lòng em chỉ có Kiên, và em xem Kiên là chồng của em. Anh chấp nhận, bởi vì đó là những gì thuộc quyền riêng tư của em, anh sẽ không bao giờ đụng chạm đến. Và anh cũng thề với em, anh sẽ không bao giờ ghen với quá khứ của em. Anh chỉ biết hiện tại là anh với em được sống chung với nhau, như vậy là đủ rồi. Anh có nghe tôi nói rõ không? Cho dù trái đất này có chia làm hai, thì tôi cũng chỉ yêu và tôn thờ một người chồng, đó là anh Kiên. Cho dù trái đất này có chia thành trăm mảnh đi nữa, thì anh vẫn yêu một mình em. Và anh sẽ lấy vợ khi người đó là em. Em có thấy là điểm tương đồng giữa hai chúng ta không? Chỉ có một điểm tương đồng thôi là chúng ta đã hạnh phúc lắm rồi. Rồi con của chúng ta nữa, con của chúng ta là một đứa hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì nó có cha, có mẹ. Anh hứa với em, anh sẽ không để cho con của chúng ta thiếu thốn bất cứ thứ gì đâu. Anh vẫn yêu em từng ngày. Em hãy tin anh nha. Nhìn trường bao la, sông gió. Anh sẽ sửa đổi thành một người tốt, nhưng con tim biết mệt, quan tâm lo lắng cho gia đình của mình. Tình là thương đau, trái đắng lên. Em đồng ý với anh nha Thư. Ngay lập tức anh sẽ nói với ba mẹ anh. Cưới em đi Thư, em có chịu? Hãy trao cho nhau bao yêu thương nồng say. Không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy được. Thành à, con phải hiểu cho cha mẹ chứ. Vậy còn tự trọng của cha mẹ, sĩ diện của cha mẹ, con để ở đâu? Mẹ thôi đi cái sĩ diện hay là cái vị trí của mình trong xã hội đi. Con sẽ cưới Thư làm vợ, bởi vì con yêu cô ấy. Và hơn nữa, Thư đã có thai trong bụng. Đó là cốt nhục của con mà mẹ. Chẳng phải mẹ đã nói với con là có cách rồi hay sao? Mẹ tính làm cái gì? Mẹ đừng bao giờ làm tổn thương Thư. Con sẽ không bao giờ để cho mẹ làm được cái điều đó đâu. Con dẹp ngay cái suy nghĩ dớ dẫn đó của con đi. Mẹ không thể nào chấp nhận cái con ở đợ làm dâu trong gia đình của mẹ được. Mẹ à, người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà mẹ. Nó ở đợ thì suốt đời cũng vẫn là ở đợ thôi con à. Tại sao chứ? Tại sao suốt ngày mẹ cứ thành kiến với Thư hoài vậy mẹ? Là bởi vì mẹ không muốn con lao vào vết xe đổ trước kia. Thằng Kiên chồng con Thư, vì cớ gì mà nó ra nông nổi đó? Vì sao mà nó phải chịu thiệt thân như vậy chứ? Mẹ không thể nào đứng nhìn con của mẹ lao vào chỗ chết mà không thể cứu được. Mẹ không muốn mất thêm một đứa con nữa. Nói chung là con phải hiểu cho mẹ. Mẹ nói gì? Nhất định con sẽ cưới Thư làm vợ. Còn nếu như không, con sẽ bỏ cái nhà này, ra đi cùng Thư đó. Mẹ sợ chưa? Con hãy nghe mẹ nói đây. Hãy dẹp ngay những suy nghĩ điên rồ đó của con. Từ nhỏ tới giờ, con vẫn quen sống với sự sắp đặt của mẹ, và không thể nào thiếu mẹ được. Con phải nhớ, nếu như mẹ muốn thì con sẽ không thắng nổi mẹ đâu.
thật sự không thể nào hiểu nổi. Thế giới này là thế giới gì mà kẻ ăn người ở có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với chủ của mình như vậy? Tôi cũng đã hết kiên nhẫn để nói với cô rằng cô và Thành hoàn toàn không hợp với nhau và không thể nào có chuyện kết hôn ở đây. Tôi hiểu thưa bà. Giỏi lắm. Cô có vẻ nhanh chóng hiểu được vấn đề. Chính vì vậy mà tôi không cần phải nói nhiều. Thế này, Thành con trai tôi, nó có thể vui chơi đàn đứng ở bên ngoài, có thể có những tình yêu nhố nhăng gì đi chăng nữa thì tôi vẫn chấp nhận. Nhưng chuyện cô bước chân vào cánh cửa nhà này với danh chính ngôn thuận thì không thể nào. Cô nghe rõ chưa? Cô không đủ đức hạnh. Vậy đứa con trong bụng của tôi cần có cha thì sao? Cô định mang đứa bé ra để che chắn và là vũ khí để cô đạt được mục đích hay sao? Đó không phải là vũ khí, mà là một sinh mạng, là cốt nhục của Thành, của bà đó. Cốt nhục của nhà này không thể nào được sanh ra từ một người mẹ xuất thân là ở đỡ được. Cô không thấy giữa cô và Thành là hai tầng lớp quá chênh lệch rõ ràng trong xã hội hay sao? Bà còn lời nào tàn nhẫn hơn thì bà cứ nói hết một lần đi. Tôi đủ sức chịu đựng mà. Tôi không cần bà phải đồng ý, chỉ cần Thành là đủ. Tôi biết thành kiến của bà đối với tôi không thể thay đổi một sớm một chiều được, nhưng mà tôi sẽ lấy Thành là con dâu của bà. Điều đó bà nên chấp nhận thực tế đi. Vậy tôi hỏi cô, cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để cực khổ đi tìm cho được kẻ đã mua thận của chồng cô để làm gì? Kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho chồng cô, cô căm thù nó lắm mà. Bà nói không sai. Kẻ đã cướp đi hạnh phúc của tôi thì tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đó được. Vậy cô có thể quên đi cái chết của chồng mình để lấy kẻ thù của chồng cô hay sao? Bà, cô đừng giả vờ với tôi nữa. Thật ra cô cũng đã biết người đã mua quả thận đó chính là tôi, và quả thận của Kiên được ghép cho Thành. Ấy vậy mà cô vẫn bình thản. Thật ra cô không thương gì Thành hết, chẳng yêu đương gì, và cũng chẳng gì đứa bé trong bụng. Tôi hỏi cô, thật ra cô đang tính gì vậy? Chuyện đã đến nước này rồi, em nên tác hợp cho hai đứa nó để hợp thức hóa cái bào thai trong bụng. Dù sao nó cũng là máu mủ của gia đình mình, không thể chối bỏ hay phủ nhận được. Anh nghĩ sau khi lập gia đình, thằng Thành sẽ biết suy nghĩ và sẽ trưởng thành hơn. Miễn sao con mình sống hạnh phúc là đúng với ý nguyện của hai vợ chồng mình rồi. Không được, em không thể nào chấp nhận chuyện này được. Em không chấp nhận về chuyện gì? Có phải em quá thành kiến với Thư? Đến anh mà cũng nghĩ về em như vậy sao? Anh nghĩ em nên tổ chức đám cưới cho thằng Thành càng sớm càng tốt. Chứ để cái bầu thai ngày càng lớn, có muốn che cũng không kịp. Lúc đó sẽ còn nhiều điều tiếng nữa. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Em không thể nào để tương lai của thằng Thành bị con nhỏ đó hủy hoại. Em đã muốn chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản được. Tôi nhờ bà giúp tôi khuyên con dâu của bà, bởi vì bây giờ ít ra nó cũng còn lòng kính trọng đối với bà. Bà đang lợi dụng tôi sao? Sao bà lại nói như vậy? Tôi chỉ lo sợ cho bà thôi. Tôi đâu có làm điều gì ác đức đâu mà bà lo sợ cho tôi chứ. Đến bao giờ thì bà mới hết thành kiến với tôi đây? Trừ khi nào mà bà hết thành kiến với con Thư. Con Thư nó là con quá hiếu thắng và cố chấp. Bà hãy phân tích cho nó hiểu rõ thế nào là đạo lý của một người vợ chung thủy với chồng. Chồng chết chưa hết 100 ngày mà lại đi thêm bước nữa thì bà ăn nói sao với hàng xóm đây? Tội nghiệp cho thằng Kiên, chết oan uổng vì một người vợ không xứng đáng.
chưa đám cưới thầy lại bị họa sát thân. Bây giờ cái điều tai quả đó lại giáng xuống đứa con trai thứ hai của tôi. Tôi không hiểu con thương nó là cái gì mà nó lại để cho hai thằng con trai của tôi lại xoay quanh với những điều tai quả đó chứ. Những gì bà nói là hoàn toàn vô căn cứ. Mà nếu có chăng á, là do sự suy diễn của bà. Tuy là vợ của thằng Kiên, nhưng con Thư vẫn còn là đứa con gái trinh trắng. Chính con bà, thằng Thành, nó đã cướp đi đời quý giá con gái của người ta. Thì bây giờ chịu trách nhiệm trước cái bào thai và đi đến hôn nhân là một điều hoàn toàn có đạo lý. Tại sao bà lại ngăn cản chứ? Nói như bà, có nghĩa là chồng chết chưa được bao lâu, gạt bỏ hết dư luận để đi thêm bước nữa, vậy là một người vợ tốt hay sao? Nếu như ở trong tâm trạng của tôi, chắc bà cũng hiểu. Một đứa con trai đã chết oan uổng vì nó, giờ tôi không thể nào chấp nhận đứng đó nhìn đứa con trai cuối cùng của tôi bị nó sát hại. Thoại à, tôi có một thỉnh cầu, xin Thoại hãy đồng ý. Chuyện gì? Sao bỗng dưng bà lại đổi giọng như vậy? Tôi xin Thoại hãy cho con Thư lấy thằng Thành đi Thoại. Không đời nào. Sao bà lại nói ra điều đó khi nó đang là dâu của bà, là vợ của thằng Kiên? Tôi không thể nào chấp nhận điều đó. Đó là chuyện trước đây thôi. Con Thư nó là một đứa con gái tốt, nó cần phải được sống vui vẻ và hạnh phúc như bao người con gái tốt ở trên đời này. Tôi biết lúc còn sống và ngay cả bây giờ ở dưới đó, thằng Kiên vẫn muốn con Thư có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà bà. Thôi thì mình hãy làm theo tâm nguyện của thằng Kiên đi bà. Thật là tức cười, tại sao bây giờ có rất nhiều người đứng cùng một phe để chống đối lại tôi chứ? Có phải nó đã lợi dụng bà, nhờ bà tác động để lay chuyển tôi không? Thật là trẻ con, nó tưởng nó làm được điều đó sao? Cũng có thể tôi hơi bị lung lay trước những lời thỉnh cầu của bà. Bà, nhưng xin lỗi, tôi có lẽ sẽ làm cho bà buồn, bởi vì tôi không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân đó được. Thôi được rồi, nếu bà không nghĩ đến tình bạn mấy chục năm qua giữa tôi và bà thì tôi cũng không khách sáo. Có lẽ chuyện bà có một đứa con riêng bà giấu chồng bà mấy mươi năm qua sẽ là một câu chuyện huyền thoại mà chồng bà muốn nghe. Cốc gì? Cờ AK sắt cá. Cờ AK sắt cá. Cốc. Cốc quay. Cá. Cá. Cá ờ. Trời ơi cứu. Ông. Cái gì hớt hải dữ vậy? Cái thằng. Thằng nào? Cái thằng làm con Thư nhà mình có bầu á. Hả? Nó đang chưa chuẩn bị tới nhà mình. Đâu 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 mà chỉ đi coi. Cái thằng này dám dắt mặt ở đây không? Đó đó đó. Rồi, để nó coi mặt mũi mày đang sao á. Tôi vô tôi dám đụng với con gái tao mày 8-9 anh phải không? Tôi xách vào tôi chém chết cha mẹ mày luôn. Chém chết cha nó không? Ờ vậy đi con. Ông thấy nó đi xe hơi không? Con đi chơi hả? Tôi nghe nói nó là cậu ấm con nhà giàu gì ở trên Sài Gòn á. Gia đình nó có nguyên một cái công ty bự thiệt bự luôn, làm nước tương lắm gì đó. Nói chung là giàu lắm. Nó đang đi vô kìa. Thấy đi chơi chắc giàu lắm à. Ý ông ơi. Hình như tôi thấy nó đẹp trai á. Được á. Thằng này cũng đẹp thiệt chứ. Nó bỏ kiến ra kìa.
Đẹp trai thiệt hả? Đi đi xe thôi. Dạ con chào hai bác. Hai bác có phải là ba mẹ của Thư không ạ? À? Đúng rồi, ba nó nè. Dạ con là Thành, hôm nay con tới đây để con thưa chuyện với hai bác. À ông gì cái mặt ông kỳ vậy hả? Không phải, thấy lạ quá. À, mời cậu vô nhà. Mời vô nhà. Dạ dạ dạ, dạ, dạ. Mời vô nhà. Đi vô. Vô nhà, vô nhà. Thì ra chuyện là như vậy. Dạ. Tôi hiểu hết rồi. Cái chuyện nó xảy ra là cũng xuất phát từ cái tấm chân tình và tình cảm cậu dành cho con Thư. Dạ đúng rồi ạ. À, hôm nay con xuống đây đang xin cưới con Thư. Dạ. Chứ không phải là cậu người xấu mà bỏ chạy khi nghe con Thư nó có bầu, phải không? Dạ dạ. Ông cậu Thành đây á là người có tri thức và thượng lưu. À, tôi dùng từ thượng lưu đúng không cậu? Dạ dạ đúng rồi bác ạ. Dạ. Cậu có lòng xuống đây á thì coi như là cậu đã chứng minh được cái tấm chân tình của cậu rồi. Cậu là con chó. Ông à, cho nên là cái chuyện gì đó cũng là cái chuyện bình thường khi mà nam nữ yêu nhau thôi. Dạ. Trước sau gì cậu cũng là người nhà. Xuống tầng. Ờ nhớ. À, cho nên á đừng có câu nệ chi cho nó mệt á. Dạ. Dạ nếu như mà hai bác xem con như là con rể thì con rất là vui và rất là mừng ạ. Bây giờ tao nói cho cậu làm gì? Nếu cậu thật lòng thương con Thư thì cậu phải đối đãi với nó cho thật tử tế. Tôi có một đứa con gái thôi đó. Cậu mà đối xử với nó bạc đãi là tôi không có để yên cho cậu đâu nha. Dạ cái chuyện này thì hai bác yên tâm đi ạ. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm sóc Thư hết lòng mình luôn. Dạ nhưng mà không phải một mình Thư đâu, còn có hai bác nữa. Dạ con sẽ không để cho hai bác thiếu thốn bất cứ thứ gì đâu ạ. Có tôi với bà nữa. Dạ con là con rể mà. Nếu như hai bác cần gì thì nói có một tiếng thôi. Dạ. Đó ông thấy chưa. Rể đã lên tiếng vậy rồi còn gì đâu mà phải lo lắng không. Ngồi đực mặt ra vậy. Gọi rể tiếng đi cho vui. Gọi gì tới có sớm không? Ngày mai tổ chức đám cưới rồi. Ờ vậy đó vậy đó. À, thì rể. Thôi vậy đi, rể về nói với hai bác bạn á. Xuống sớm sớm đi. Rồi cái bàn cái tiệc cưới xong rồi mình đãi tiệc luôn ha. Dạ bây giờ con xin phép hai bác con về Sài Gòn để hôm khác mẹ con xuống rồi bàn chuyện đám cưới với lại hai bác. Càng sớm càng tốt nha con. Dạ. Mình để bác đưa rể về. Dạ dạ dạ. Rể con về đi ha. Chứ để trễ quá trời tối. Dạ thưa hai bác con về. Con về đi ha. Em chào anh. Dạ thôi con về nha. Để ba đưa rể ra ngoài rồi cái ghe xe cho nó đúng đường cái để lọt xuống mương kỳ lắm con ha. Dạ dạ. Rể về nha con, vui vẻ nha con. Trời ơi cái thằng quỷ. Cái mặt mày kìa, nhìn cái mặt mày thấy mệt không? Sao vậy? Hả? Người ta cười với mình, người ta chào mình phải chào người ta lại một tiếng chứ. Tao cho mày biết nha, em mày mà lấy được nó là phước ba đời rồi đó. Trời ơi, người ta chưa kịp ra khỏi ngõ đây mà la sùm bỡm tội chân tội. Tôi nói cho bà nghe nha, từ ngày hôm nay bà ăn nói nhỏ nhẹ chùm tôi chút đi. Rồi sau này để cho bên xui người ta khỏi khinh thường mình, bà biết bên người ta là giới thượng lưu, bà hiểu không? Ông hay quá, ông giỏi ông dạy con ông kìa. Tôi sợ cái mặt đưa đám của nó hả, tới bữa đó nó làm tâm mất hứng á. Trời ơi, bà để ý tới nó làm cái gì, kệ nó đi, nó khùng khiếu kệ nó, sân xí nó chi cho mệt vậy. Nếu mà cái bữa đám cưới mà căng quá đó, là thấy không được á, nhốt nó nhà luôn. Không. Thôi bữa đó tính. Quan trọng vô cái đồ chổng cho đúng quá. Đúng rồi, tôi thấy nó cho quả khác gì nữa. Vô coi coi có gì được không?
Má, con muốn chuyện muốn nói với má được không? Hôm nay con thưa chuyện với má. Con muốn xin phép má cho con được đi lấy chồng. Con sẽ không còn là vợ của anh Kiên, là dâu của má nữa. Con sẽ đi lấy chồng. Má chấp nhận, nhớ hiểu cho con nha má. Con không thể nào làm khác được. Con đừng tự trách mình như vậy. Điều mà má mong muốn cũng là tâm nguyện của thằng Kiên, là muốn thấy con có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Rời khỏi nơi đây, con bỏ lại tất cả sau lưng, quá khứ đau buồn, làm lại cuộc đời tốt nha con. Lâu lâu về thăm má, rồi ra thăm chân khi một tiếng gian nha con. Nếu bà không có gì để nói với tôi xin phép bà tôi về. Đứng đó. Ăn một cái tát mà không hiểu nguyên do gì sao đúng không? Cô cảm thấy thế nào? Uất hận, căm giận hay là tủi nhục? Tôi muốn cho cô biết trước cảm nhận khi bước chân vào nhà này. Về làm dâu nhà này, cô còn phải chịu đựng nhiều hơn vậy nữa. Cô được tưởng dỡ hết tất cả mọi thủ đoạn để bước chân vào nhà này công chính ngôn thuận như vậy là được đâu. Tôi nói cho cô biết, khi tôi còn tồn tại trong gia đình này thì không ai cũng được quyền làm bất cứ điều gì hết. Đừng có mà dở trò, nghe rõ chưa? Ngồi xuống đó. Cô nghe đây, tôi đồng ý cho cô và thằng Thành lấy nhau, nhưng với một điều kiện. Cô và nó không được đăng ký kết hôn cho đến khi đứa bé này chào đời. Cô nghe rõ chưa? Đứa bé này chính là lá bùa hộ mệnh của cô, cho nên cô phải ráng gìn giữ nó cho thật.
sinh mạng của nó cũng chính là sinh mạng của con. Nghe rõ chưa? Ta hiểu. Còn bây giờ thì cút, cút ra khỏi đây trước khi tôi thay đổi ý định. Cút đi. Chịu đựng hoàn cảnh như vậy chứ. Trời ơi là trời, con ơi là con. Em đã quyết định và chấp nhận Thành làm chồng. Xin anh đừng nói gì nữa. Anh biết giờ này anh có nói gì đi nữa thì cũng bằng thờ. Nhưng anh không tin, anh không tin là em chấp nhận sự thật này một cách nhanh chóng như vậy được. Vì đứa con trong bụng của em. Và gì nữa, em có thể giấu ai chứ với anh là em không thể nào giấu được. Trước đây á, em lên Sài Gòn dấn thân truy tìm bộ bất lương, anh lo một, bây giờ anh lo tới 10, em hiểu không? Không có gì đâu anh, tại vì anh có lắng thái quá thôi. Bây giờ em chỉ biết lo cho con của em, nó phải sinh ra và đầy đủ như những đứa khác. Ngoài ra em không suy nghĩ gì hết. Thôi, em nhìn thẳng vào mặt anh nè. Anh có linh tính là em đang âm mưu tính toán một cái gì đó, cho nên em chấp nhận cái đám cưới này. Tại sao em có thể thay đổi quyết định nhanh chóng như vậy được chứ? Anh Tài, vì em mà anh phải thiệt thòi và liên lụy. Khi mà em về nhà đó, em sẽ xin cho anh về làm lại nha. Điều đó với anh không cần thiết. Anh chỉ muốn nói là em... Chẳng phải là anh muốn biết em đang âm mưu tính toán gì sao? Anh không muốn là anh bên cạnh em để biết được điều đó sao?